Tôi bác sĩ Mai Trần xin chào quý vị với chương trình Y khoa ngày hôm nay. Hôm nay chương trình có Y khoa chúng tôi có sự góp mặt của bác sĩ Thành Cao. Bác sĩ Thành Cao là chuyên khoa về thận. Mời bác sĩ Thành Cao có thể lời giới thiệu của chính mình đối với khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay được không? Cảm ơn bác sĩ Mary Trần. Xin chào quý vị, em bác sĩ Thành Cao, bác sĩ chuyên khoa về thận. Văn phòng của bác sĩ ở gần nhà thương Fountain Valley Hospital. Bác sĩ làm ở nhà thương Fountain Valley Hospital, nhà thương Orange Coast Memorial với nhà thương Hogue Hospital ở Newport Beach. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, một khuôn mặt rất là trẻ và khuôn mặt rất là mới mẻ với cộng đồng chúng tôi. Tôi biết được bác sĩ được nhiều bệnh nhân rất là thương do sự tận tâm của bác sĩ. Hôm nay mời bác sĩ lên nói về cái bệnh liên quan về thận. Thưa bác sĩ, quý vị, bệnh thận mãn tính còn được gọi là chronic kidney disease là một bệnh lý rất nguy hiểm. Triệu chứng ở giai đoạn đầu được không có rất là mơ hồ, mình rất là khó phát hiện, có thể gây ra chậm trễ trong việc nhận biết chữa trị, đồng thời có thể dẫn đến những nguy cơ tử vong. Bệnh thận mãn tính đặc biệt nguy hiểm đối với người mà bị tiểu đường, bị huyết áp cao. Thưa quý vị, biết là trên thế giới hiện có khoảng chừng trên 850 triệu người mắc bệnh thận mãn tính, mà chỉ có khoảng 3 triệu người bị mắc tiền mà cần phải thay thế thận hoặc là phải lọc thận. Thì hôm nay chúng tôi cùng tìm hiểu với bác sĩ Thành Sơn về suy thận mãn tính là gì, những nguyên nhân, những cách chẩn đoán và cách điều trị. Thưa bác sĩ, thận là một cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Nó là một cái cơ quan đảm nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Thận có chức lọc máu để mà bài tiết nước tiểu, những chất thải trong cơ thể và điều chỉnh những cái điện giải và duy trì cái sự ổn định của huyết áp, trong cái tham gia trong quá trình tạo máu và chuyển hóa xương. Thì thưa bác sĩ, khi mình nói về cái suy thận mãn tính, bác sĩ có thể giải thích cho bệnh nhân biết là suy thận mãn tính là gì một cách rõ hơn được không bác sĩ? Được. So bây giờ trong nước Mỹ nó có hơn 30 triệu người nó có bị bệnh thận. Bệnh thận mình là gọi là silent disease, mình không có symptoms. Okay. Thường thường mỗi năm mình đi bác sĩ gia đình, mình đi thử máu một lần một năm, mình có các quả máu. Trong cái các quả máu nó sẽ có mấy cái nhiều số, một là creatinine, cái số kia là EGFR. Trong cái đó nó có nhiều chất nữa là potassium, sodium, calcium. Sau khi đó bác sĩ gia đình sẽ thấy mấy cái số nó hơi lạ, nó sẽ giới thiệu tới bác sĩ chuyên khoa về thận. So bây giờ cái thận bình thường, cái này là cái thận bình thường của mình. Nó có cái thận nó sẽ làm nhiều đồ. Một là nó sẽ lọc cái máu của mình. Mỗi ngày cái máu của mình nó có nhiều vi trùng, cái thận của mình nó sẽ lọc hết ra. Cái vi trùng trong cái máu nó sẽ lọc ra vô cái nước tiểu, mình sẽ đi tiểu hết cái đó ra mỗi ngày. Cái kia nữa là mỗi ngày mình sẽ đi tiểu. Nếu mình đi tiểu, mình không có sưng, mình không có sưng mặt, mình không có sưng tai, mình không có sưng chân. Cái kia nó làm nó giúp cái huyết áp của mình. Nếu cái huyết áp của mình nó cao, cái thận của mình nó sẽ giảm xuống cái huyết áp. Nếu cái huyết áp của mình nó thấp, cái thận của mình nó sẽ giúp kéo cái huyết áp cao hơn. Cái kia nữa là cái thận của mình nó giúp mình làm máu tiếp nữa. Nó có cái chất trong cái máu của mình gọi là epogen. Nếu cái thận của mình nó yếu, cái thận của mình nó không có làm cái epogen được. Sau khi đó mấy cái bệnh nhân bệnh thận nó sẽ thấy nó là mệt, nó bị yếu, nó tại nó bị thiếu máu. Mấy cái kia nữa là cái thận nó sẽ giúp cái xương của mình cho nó mạnh hơn. Nếu cái thận của mình nó yếu, cái xương của mình nó sẽ yếu thêm nữa. Như bác sĩ nói vậy thì như bác sĩ nói là cái thận mình rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta, thiếu nó không được, mà nếu nó có vấn đề thì cũng không được tốt. Thì bác sĩ nói là cái bệnh gọi là silent disease là cái căn bệnh mà nó không có một cái triệu chứng rõ rệt. Nhiều người bị thận mãn tính thường tiến triển chậm và không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, mà khi mà bệnh nhân tiến triển giai đoạn nặng thì nó gây hiểm, rất nguy hiểm cho cái tính mạng của họ. Thì bác sĩ có thể cho biết là có bao nhiêu giai đoạn suy thận mãn tính thưa bác sĩ? So bây giờ nó có 5 giai đoạn về bệnh thận. Giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5. Và bác sĩ không có thích nói giai đoạn, tại thường thường nếu mình nói giai đoạn, mấy cái bệnh nhân nó tưởng giống như ung thư.
ung thư mình nghe ung thư giai đoạn 4 là người ta nó sợ chết. So, thường thường bác sĩ không có thích nói cái chữ giai đoạn, mình sẽ nói cái số của cái thận. So, thường thường cái số EGFR là cái số gọi là glomerular filtration rate. Cái số này là nó nói cái thận của mình nó đang lọc cái máu của mình mấy phần trăm. Thường thường cái thận của mình nó lọc hơn 90%. So, nếu nó hơn 90%, cái đó mình gọi là giai đoạn 1 hoặc là chronic kidney disease stage 1. Cái kia là tới 90% tới 60%, cái này là giai đoạn 2 hoặc là chronic kidney disease stage 2. Okay. Nếu nó xuống tiếp nữa tới giai đoạn 3A hoặc là cái số là 60% tới 45%, cái đó là giai đoạn 3A. Bệnh thận nặng là giai đoạn 3B hoặc là cao hơn. So, giai đoạn 3B là cái EGFR là 45% tới 30%. Giai đoạn 4 là cái EGFR là 30% tới 15%. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 5 hoặc là chronic kidney disease stage 5. Cái này là cái thận của mình nó đang lọc cái máu của mình dưới 15%. Mấy cái bệnh nhân này là cái bệnh nhân phải đi lọc thận rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Khi chúng ta muốn biết về giai đoạn thận, chúng ta phải tìm hiểu với bác sĩ mình để họ thử những cái máu mới biết được. Quý ông biết là một cái bệnh về thận mà mãn tính đó, là tình trạng rất nghiêm trọng và những cái tế bào thận bị tổn thương vĩnh viễn. Nhưng thưa bác sĩ, những nguyên nhân mà gây ra cái bệnh mãn tính do lý do nào bác sĩ? Ok. So, trong nước Mỹ này nè, 10% của người ta trong nước Mỹ bị bệnh tiểu đường. Tiểu đường là lý do số 1 bị bệnh thận. Cái đó là hơn 35 triệu người trong nước Mỹ. Mấy cái bệnh nhân bị bệnh thận, cái đó là 44%. So, nhớ cái này nè, tiểu đường là lý do số 1 cho bị bệnh thận. Lý do số 2 cho bị bệnh thận là cao máu. Trong nước Mỹ nó có hơn 120 triệu người bị cao máu. And sau khi đó nó có nhiều đồ nữa, nó là mình nói là autoimmune disease. Với cái kia là mấy cái bệnh nhân đi bị vô bệnh viện bị nhiễm trùng nặng, nó làm cái thận của mình yếu quá. Hoặc là nhiều bệnh nhân nó uống thuốc sai nữa, nó sẽ làm hư cái thận nữa. Và thường thường lý do số 1 là bị tiểu đường, với lý do số 2 là cao máu. Yeah. Thì khi chúng ta muốn chữa bệnh, cái quan trọng chúng ta nên tìm nguyên nhân tại sao. Nhưng mà thường thường khi mà chúng ta bị tiểu đường một thời gian dài hay là áp huyết cao mà không có control, không có giữ nó thực là kiểm soát tốt thì thận sẽ hư, mà khi nó hư nó cũng không có cách nào trở lại bình thường như cũ được. Thì mình cũng biết là cái bệnh thận mãn tính nó không, như bác sĩ, lúc đầu bác sĩ nói là một cái bệnh gọi là silent disease, là một cái bệnh nó không có một dấu hiệu gì nhiều rõ ràng ở giai đoạn sớm, nên nhiều khi mình không có thể nào mà biết được để mà mình ngừa trước được. Nhưng mà khi mà nó có những cái tiết triển mà những cái triệu chứng thì thường thường đến giai đoạn nào mình sẽ thấy những triệu chứng, mà nếu có triệu chứng thì nó như thế nào bác sĩ? Thường thường tới giai đoạn 3, thường thường là giai đoạn 3B. Dưới 45% mình sẽ thấy mình đi tiểu, mình sẽ thấy trong cái nước tiểu của mình nó có chất đạm, hoặc là mình thấy nó có cái bọt. Hoặc là mình thấy mình đi tiểu, mình sẽ thấy nó có chút máu trong cái nước tiểu của mình nữa. Cái kia nữa là nếu cái thận của mình nó xuống hơn 30%, mình lo mình không có đi tiểu nhiều được nữa. Nếu mình uống nhiều nước hoặc là mình ăn nhiều đồ ăn nó có nhiều muối, mình ngày sau mình sẽ thức dậy cái mặt mình nó sẽ phù ra, cái tay mình sẽ phù ra, cái chân mình nó sẽ phù ra. Cái kia nữa là nếu cái thận của mình nó dưới 30%, mình sẽ thấy mình bị ngứa nhiều. Tại cái này cái thận nó bị khó lọc hết mấy cái vi trùng ra. Cái kia nữa, tại mình nhớ, tại cái thận của mình nó giúp cái huyết áp của mình. Nếu cái huyết áp của mình nó cao, cái thận của mình nó sẽ giúp nó xuống bình thường lại. Nếu cái huyết áp của mình nó thấp, cái thận của mình nó sẽ giúp nó cao lên lại. So, thường thường nếu mình bị bệnh cao máu, mình uống thuốc, như mình năm tới mình đi bác sĩ gia đình, mình sẽ thấy cái huyết áp của mình nó cao hơn bình thường. Mình phải uống 3 loại thuốc rồi, mình phải uống 4 loại thuốc, 5 loại thuốc, cái đó mình biết cái thận của mình đang yếu rồi. Với cái kia nữa là nhiều bệnh nhân nó bị bệnh thận tại nó bị tiểu đường. Thường thường mấy cái thuốc tiểu đường
mình uống mấy cái thuốc tiểu đường này nó phải vô cái thận để lọc ra. Nếu cái thận của mình nó yếu quá, mình không có lọc ra hết cái thuốc tiểu đường được, mình sẽ thấy cái đường của mình nếu mình đo nó thấp quá, cái đó mình biết cái thận của mình đang yếu rồi. Dạ. Cho nên đừng đợi khi mà có cái triệu chứng mình mới tìm ra bệnh, nhưng mà thực sự là như bác sĩ nói là khi chúng ta đến cái có những triệu chứng chúng ta nó cũng nằm giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Cho nên rất là quan trọng chúng ta cần phải đi gặp bác sĩ thường xuyên để mình tìm hiểu cái số thận mình như thế nào, cái GFR mình như thế nào để mà mình biết được. Thưa bác sĩ, khi mà cái bệnh nhân mà mãn tính nó không biểu hiện nhiều rõ ràng, nhưng mà khi mà nó có triệu chứng thì thường thường cái triệu chứng cũng giai đoạn 3, giai đoạn 5 như bác sĩ nói, thì làm cách nào mình biết được mình bị hư thận hay là cái thận bị mãn tính, bác sĩ? So một lần mỗi năm mình phải đi bác sĩ gia đình để mình đi thử máu. Mình gọi là cái annual physical. So coi mấy cái các quả máu của mình, nó có hai số mình sẽ coi. Một là cái số tên là creatinine. Cái creatinine là cái chất trong cái bắp thịt của mình. Nếu mình đi bộ, mình tập thể dục, cái bắp thịt của mình nó sẽ nở ra, cái chất creatinine này nó sẽ vô cái máu. Thường thường của cái thận của bác sĩ là 100%. Cái creatinine 100% nó sẽ vô cái thận của bác sĩ sẽ lập ra 100% vô cái nước tiểu. So cái creatinine của bác sĩ là 1.0. Cái kia mình lo là cái số gọi là EGFR hoặc là glomerular filtration rate. Cái này là cái số nó nói mình mấy phần trăm cái thận của mình đang lọc cái máu của mình. Thường thường nếu cái thận của mình nó dưới 45%, cái thận của mình nó khó lọc hết cái creatinine ra, so mình sẽ giữ lại trong cái máu. Mình đi thử máu với bác sĩ gia đình, mình sẽ thấy cái creatinine nó hơi cao hơn 1.0, maybe nó là 1.2, 1.3, 1.4. Mình sẽ thấy cái EGFR trên cái các quả máu là 45%, 30%, mình sẽ biết cái đó cái thận của mình nó yếu rồi. Cái kia là mình sẽ cái bác sĩ gia đình sẽ thử cái nước tiểu nữa cho chất đạm. Thường thường nếu mình bị tiểu đường, thường thường mỗi một năm mình sẽ thử cái nước tiểu của mình để coi nó có chất đạm không. Nếu mình thấy nó có chất đạm trong cái nước tiểu, mình biết cái thận của mình nó yếu rồi. Cái kia nữa là nó gọi là microalbuminuria. Nếu mình thấy cái chất đó trong cái nước tiểu của mình rồi, thường thường cái bác sĩ gia đình phải giới thiệu tới bác sĩ chuyên khoa về thận cho mình chữa được, cho mình cho thuốc, cho mình giữ lại cái thận. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị cũng biết là cái thận rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta, thì muốn biết được mình có bị thận hay không là chúng ta phải đi theo dõi hàng năm với bác sĩ của mình. Nếu mà có lý do nào bác sĩ cần phải take care, phải bác sĩ có thể gửi của bác sĩ chuyên khoa về thận. Thưa quý vị, rất tiếc chúng tôi đã hết giờ của phần 1. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi trở lại phần 2 của chương trình. Xin chào quý vị.